Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quân đội Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng trong phát biểu tại Hội nghị Quân chính Toàn quân ở Hà Nội hôm 10 tháng 1. Trong bài phát biểu dài 7 trang được đăng trên trang web của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương nêu cao vai trò của quân đội cũng như nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng này đối với Đảng. Người kiêm nhiệm hai chức vụ quan trọng nhất của nhà nước ca ngợi những thành tích mà Quân đội Nhân dân Việt Nam đạt được trong năm 2018 và cho rằng nguyên nhân chủ yếu để có được những kết quả đó là do sự lãnh đạo của Đảng. Một trong những chỉ tiêu và nhiệm vụ mà ông Trọng, người được bầu kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch nước vào tháng 10 vừa qua sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời, giao cho quân đội là xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị và tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Nhà báo Võ Văn Tạo, người từng phục vụ trong quân đội Việt Nam, cho rằng quân đội trước đây chỉ có nhiệm vụ trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Người từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam cho biết khẩu hiệu mà Hồ Chí Minh đưa ra trước đây, nói rằng quân đội ta chung với nước, hiếu với dân, sau này bị biến tấu thành chung với Đảng, hiếu với dân. Đó là cái tâm lý mà phải nói rất tệ hại từ lúc mà Đảng Cộng sản Việt Nam nắm chắc quyền lực trong tay rồi thì bắt đầu là họ khuynh binh loạn hết tất cả, họ lấn sân hết cả và bây giờ người ta gọi là chế độ đảng trị đó. Thì người ta thay đổi cái khẩu hiệu đó. Nói với VOA từ Nha Trang, nhà báo, cựu chiến binh cho biết khẩu hiệu này được các cơ quan tuyên truyền của Việt Nam đọc ra giả trên đài, trên báo, trong nước từ khoảng gần 20 năm nay. Cái việc đó nó làm cho quân đội nó mang cái tính chất là phục vụ một cái lợi ích nhóm của một đảng phái chính trị, chứ không phải là lợi ích của đất nước, của nhân dân, mặc dù tên gọi của nó vẫn là Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hôm 3 tháng 1, ông Trọng cũng đã yêu cầu lực lượng công an phải tuân thủ mọi sự chỉ đạo của Đảng tại một hội nghị toàn quốc của ngành ở Hà Nội. Đảng muốn công an và quân đội là công cụ phục vụ cho quyền lợi của Đảng, theo nhận định của nhà báo Tạo. Thực tế thì quân đội và công an có phục vụ hay không thì lại là một việc khác. Tôi nghĩ là vì trước mắt do cái nhu cầu cương áo và công tác phải là tuyển chọn cán bộ của Đảng là chỉ nhằm vào những người mà tưởng trên danh nghĩa là sẽ trung thành với Đảng, nhưng mà thực tế thì nếu mà họ trung thành, họ chỉ trung, tôi nghĩ là con người ta chỉ trung thành khi có một lý tưởng trong sáng thôi. Chứ nếu mà vì cái động cơ lên lon lên tướng này kia cái thứ để có quyền lợi bổng lộc đúng không, thì khó có lòng trung thành. Trong cả hai hội nghị của công an và quân đội nói trên, vị Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước kêu gọi các lực lượng này đấu tranh không để kẻ địch phần tử xấu lôi kéo và phản bác các quan điểm sai trái thù địch, và đặc biệt là không để suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Truyền thông Việt Nam trong thời gian gần đây cho rằng tự diễn biến, tự chuyển hóa là một vấn đề hệ trọng liên quan đến sinh mệnh của Đảng. Phong trào này được đặc biệt chú ý khi có một làn sóng các đảng viên từ bỏ Đảng, trong đó có nhà văn quân đội nổi danh Nguyên Ngọc, người tuyên bố từ bỏ tổ chức này sau khi giáo sư Chu Hảo, từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị Đảng kỷ luật và khai trừ vì có hành vi chống đối và tự diễn biến. Theo nhà báo Tạo, đã có những cựu tướng quân đội bày tỏ sự bất mãn với quan điểm và lập trường của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, nhất là về vấn đề chủ quyền của đất nước và nhân quyền của nhân dân. Tại Hội nghị Quân chính Toàn quân hôm 10 tháng 1 năm 2019, do Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi phải tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với đất nước và nhân dân, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không mất cảnh giác để suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong quân đội. Như vậy, một lần nữa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng lại kêu gọi lực lượng vũ trang Việt Nam sẽ phải tiếp tục trung thành với Đảng và bảo vệ chế độ độc tài toàn trị này. Ông Lê Kế Lâm, nguyên Chuẩn Đô đốc Hải quân Việt Nam, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do trước đây, đã nhận định. Hiến pháp thì quy định là quân đội phải trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Nhưng mà khi mà cái Đảng cầm quyền, người ta lãnh đạo á, thì vì Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nên cái lực lượng vũ trang hiện nay. Do đó cho nên họ yêu cầu quân đội phải trung thành với Tổ quốc là cái trên hết. Và sau đó thì họ yêu cầu phải trung thành với Đảng. Thì cái này tôi nghĩ rằng cũng là tự nhiên thôi. Vì một cái Đảng cầm quyền mà họ lại xây dựng nên quân đội. Thế thì họ lãnh đạo tuyệt đối đối quân đội, thì họ yêu cầu quân đội phải trung thành với cái Đảng đó. Nhìn lại lịch sử, vào ngày 26 tháng 5 năm 1946, khi đến dự lễ khai giảng khóa đầu tiên của trường sĩ quan lục quân Sơn Tây, hay còn được biết đến với tên gọi trường võ bị Trần Quốc Tuấn,
ông Hồ Chí Minh đã trao tặng lá cờ đỏ thêu 6 chữ vàng, trung với nước, hiếu với dân. Liên tục sau đó nhiều năm, khẩu hiệu trung với nước, hiếu với dân luôn gắn với lực lượng vũ trang Việt Nam. Tuy nhiên không hiểu từ khi nào, khẩu hiệu trung với nước, hiếu với dân lại trở thành trung với đảng, hiếu với dân. Trao đổi với Đảng Cho Tự Do, nhà báo Võ Văn Tạo, một cựu chiến binh, một cựu học viên trường sĩ quan lục quân Sơn Tây nhớ lại. Tôi tốt nghiệp ngũ vào tháng 8 năm 71, lúc đó người Mỹ chưa rút khỏi miền Nam Việt Nam. Thế thì vào tháng 2 năm 73, tôi rời đến trường Quảng Trị ra học ở trường sĩ quan lục quân. Thì ở phòng truyền thống của trường vẫn còn treo cái cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1946 tại trường sĩ quan lục quân. Lúc đấy còn tên cũ là trường Võ Bị, trường quân Trần Quốc Tuấn. Yeah. Chữ vẫn rất danh mạch là quân đội ta chung với nước, hiếu với dân, chứ không có phải chung với đảng. Cái năm 73 tôi ra đấy thì vẫn còn cái cờ đó mà. Và không chỉ thế mà cái giai đoạn sau này thì tôi thấy trên các cái dụng cụ như là cái camen trang bị cho quân đội, cà sắt trắng men thì cũng đề câu đó, chung quân đội ta chung với nước, hiếu với dân, chứ không có phải chung với đảng. Không hiểu vì sao sau này là họ biến tấu khác đi thành lái ra, mà tôi cũng không rõ là mà khởi xướng cái chuyện mà sửa xuyên tạc cái lời của ông Hồ Chí Minh đối với quân đội. Tuy nhiên, tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long, nguyên trung tá quân đội nhân dân Việt Nam lại cho rằng chính ông Hồ Chí Minh đã sửa khẩu hiệu này. Cái này thì nó có lịch sử rồi anh ạ. Tức là tháng 5 năm 1946 khi ông Hồ Chí Minh ấy thăm trường lục quân Trần Quốc Tuấn ấy, thì ông tặng lá cờ thêu 6 chữ là quân đội ta chung với nước, hiếu với dân. Thế nhưng 18 năm sau đó, ngày nhân dịp ngày 22 năm 64 thì ông viết trên báo Nhân Dân đăng ngày 23 tháng 12 là quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, cũng là Hồ Chí Minh. Có nghĩa là gì? Khi chưa giành chính quyền thì ông ấy giương ngọn cờ yêu nước, nhưng khi có chính quyền rồi, giành một nửa nước rồi thì ông ấy giương ngọn cờ là yêu đảng. Tức là chính ông ấy là tự mâu thuẫn với mình, để thể hiện là một con người cháo trở. Thế thôi, đấy lịch sử có ghi hết anh ạ. Cho đến sau này, một lần hiếm hoi là vào tháng 7 năm 2015, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi phát biểu tại Đại hội Toàn quân ở Hà Nội đã bỏ chữ đảng. Ông nói quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, dân tộc và hiến pháp. Vào thời điểm đó, câu nói của ông đã gây chú ý cho dư luận. Tuy nhiên, nhiều lần tham dự hội nghị quân chính toàn quân từ trước đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang là phải luôn trung thành với đảng là trước tiên. Thực tế cho thấy, dù là ông Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng hay một vị lãnh đạo nào khác, thì cũng chỉ là sử dụng cách nói khác nhau thôi. Nhà văn Phạm Đình Trọng, nguyên đại tá quân đội đã từ bỏ đảng, cho biết ý kiến của mình. Tôi khi làm thanh niên 18 tuổi nhập ngũ thì tôi cũng được học 10 lời thề danh dự quân đội, và cái lời đầu tiên là lời trung thành, tuyệt đối trung thành với đảng. Và lúc ấy là nhỏ, thế và xu thế lúc ấy là lúc Đảng Cộng sản vừa mới thắng lợi Điện Biên Phủ, thì mọi người đều còn tin tưởng đó là một đảng chân chính, một đảng của lẽ phải của nhân dân. Thì chúng tôi vẫn cứ hàng tuần đều chào cờ và đều có đọc lời thề, thì cái lời đầu tiên là trung thành với đảng. Và cái điều ấy giáo dục quân đội, giáo dục công an là luôn luôn giáo dục như vậy, và trong suốt bao nhiêu năm nay là như vậy. Lực lượng vũ trang của Việt Nam bao gồm quân đội và công an là lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong khi đó, đảng phái chỉ là tập hợp của những người có chung một lý tưởng, không đại diện cho lợi ích của Tổ quốc và tuyệt đại đa số dân chúng. Liên quan vấn đề này, nhà văn Phạm Đình Trọng đưa ra nhận định. Quân đội là để bảo vệ đất nước và phải trung thành với đất nước. Chức đảng phái nó chỉ là một cái tổ chức chính trị trong rất nhiều tổ chức chính trị. Quân đội không thể trung thành với là một đảng phái được. Dù là đảng duy nhất thì cũng chỉ là tổ chức chính trị là nhất thời. Tổ quốc nhân dân mới là vĩnh cửu, mãi mãi. Không thể trung thành với một cái tổ chức chính trị của một nhóm người. Đảng phái nó là một nhóm người. Theo ông, dù Đảng Cộng sản đang cầm quyền, nhưng cũng chỉ có 4 triệu đảng viên thôi. Và họ cũng sẽ chỉ nắm quyền trong một thời gian nào đấy thôi, chứ không phải là mãi mãi. Vì thế ông cho rằng, quân đội trung thành với một đảng phái, dù là đảng cầm quyền, cũng là một điều sai trái, một điều không thể chấp nhận.